Rồi cả nhà, hôm nay chiều 1 tháng 7 năm 2022 nha. Chiều nay mình bán cho anh em 3 cái bụng máy Winai 110 Thái Lan, hàng zin, cả xe bãi Thái Lan về nha anh em. Đó, mình bán 3 bụng máy như vậy. Máy bán bao đồ zin không lay đồ, ngoài ra là không bao gì hết. Thích hợp cho anh em mua về lấy đồ hoặc là chơi cháo này kia các kiểu. Đây là máy bụng máy này 110 con tay số 1 tới 3 lồi nha anh em. Đó, mình bán là bán một nguyên một bụng máy nè, bao anh em mà bên trong đủ đồ đúng máy này 110 số 1 tới 3 lùi con tay. Đó, mình có ghi số 123 nha, 123. Mình bán một bụng máy này mình bán cho anh em với giá là 3.3 triệu nha anh em. 3.3 triệu. Còn nếu hôm nay anh em mua mà lẻ đồ này, ba anh em là cực kỳ mắc luôn nha anh em, cực kỳ mắc. Nếu anh em mua lẻ, mình tính sơ sơ cho anh em ha. Sát dên. Sát dên. Báo giá gọi là tính xác thôi nha anh em, chứ không phải là tính đồ mà đẹp tỷ nha. Xác dên 800.000, cái nắp nồi 700.000, cái xác bộ nồi là 500.000, bộ lửa là phải 700.000, cái lốc bơm, lốc là bơm nhớt khoảng 1.2 triệu, cái lốc số hôm nay khoảng 800.000, một bộ số luôn hai cốt thì hôm nay khoảng 1.1 triệu, 1.2 triệu. Đó, mình bán nguyên bộ này 3.3 triệu. Đó, giá quá rẻ. Còn anh em nào mà thấy hợp lý thì cái alo mình có số điện thoại là 0933 996 332, đúng xe máy này 110 Thái Lan con tay nha. Đây đây cũng số 1 nha, đúng máy này Thái 110 con tay số 1 tới 3 lùi nha anh em. Máy 110 là dinh lớn bơm nhất rồi nha. Đó, một số 2 nè, máy là mình bán là chỉ bao đúng máy này 110 Thái con tay thôi nha. Ngoài ra mình không có bao gì nữa nha anh em, thích hợp anh em mua về dễ lấy đồ này kia các kiểu thôi. Anh em mua về lấy phụ tùng là cũng quá rồi. 3.3 triệu cùng số 3. Đâu anh em là bên trong đủ đồ ha, đúng máy này 110 số 1 tới 3 lùi nha. Rồi có 3 bụng, hôm nay anh em hỏi là bụng máy này alo mình 0933 996 332.